Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến với quán cà phê Mọc nha các bạn. Quán Mọc nằm trên đường Dương Văn Hiệp, phường 7, thành phố Bạc Liêu. Nói tên đường chắc nhiều bạn không biết đâu nha. Dễ nhận biết hơn thì quán nằm gần sân bóng đá Trần Phú. Đây lúc trước còn gọi là khu đài phát thanh cũ nha các bạn. Quán nằm cặp với cổng sau của trường tiểu học Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu nha. Đến đây bạn sẽ được nhìn lại những hình ảnh của những cái đồ vật mà có thể nó đã gắn liền với tuổi thơ của các bạn. Không biết với các bạn thì sao nha, chứ với mình thì có những cái món đồ hay những cái góc trang trí từng rất quen thuộc với mình khi mình còn nhỏ nha các bạn. Ví dụ như chiếc bàn máy may của mẹ nè, hay chiếc cassette của ba, hay chiếc tivi trắng đen mà ngày xưa khi ăn cơm xong á thì mình thường chạy ùa lại để bật cái chương trình Những Bông Hoa Nhỏ để xem nha các bạn. Hai chiếc xe kem mà mỗi lần nghe tiếng leng keng chạy ùa vào xin tiền mẹ để ra mua cả game ăn. Hai chiếc bàn ủi mà mỗi lần ủi đồ phải đốt than và ngồi quạt cho nó nóng lên thì mới ủi được nha các bạn. Hai những chiếc đèn dầu với ánh sáng leo lét, yếu ớt, nhưng mấy anh em vẫn học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ. Rất nhiều và rất nhiều những đồ vật nó đã lớn lên cùng với mình, mà bây giờ nhìn lại tuổi thơ ấy như được ùa về nha các bạn. Ngày nay, cuộc sống hiện đại đã thay thế đi hết các món đồ ấy. Bạn sẽ không còn bắt gặp nó thường xuyên trong đời sống hàng ngày nữa. Tuy nhiên, có thể đối với mình và một số bạn có thể đó là một ký ức đẹp, một tuổi thơ đẹp mà nghĩ lại chúng ta đều cảm thấy vui và tự hào nha các bạn. Thank you.
ơn các bạn đã xem video. Nếu video hữu ích hãy like và subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo về Bạc Liêu. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.